Động cơ của con này thì hai lòng, hai piston, hai xi lanh, nên mã lực của nó rất khỏe nhá. Đấy, con máy dầu này thay thế động cơ xăng trước đây, động cơ xăng 24 HP trước đây, và bây giờ thay thế bằng động cơ dầu 22 HP. Và con động cơ dầu 22 HP này thì mức tiêu hao nguyên liệu của nó là 2,2 lít dầu trên 1 giờ nhá. Đấy. Và nắp cho bản 1.5 Sky, chuyên đi sình lầy, đi ruộng vuông tôm. Vẫn bản xích cũ, bản xích 40 cm, và đi được sình lầy khoảng 50 đến 55 cm. Về cái cấu tạo của nó thì không có gì thay đổi, vẫn như thế. Hàm cắt của nó là 1,3 m. Đấy. Và mã của con này là 1.5 Sky D20. Về nó vẫn như con máy xăng thôi. Cửa ra lúa thì có hai cửa ra lúa đó, và có một cái báng để bao chứa được khoảng 4 đến 5 bao. Đấy. Cải tiến bằng máy dầu 22 HP, modem 1.5 Sky D20. Về cơ cấu chuyển động vẫn như cũ. Đây là cấp số, 3 cấp số tiến, cấp số 1, cấp số 2, cấp số 3 và một cấp số lùi. Ở đây là côn tổng, khi vào số thì kéo côn thì máy sẽ di chuyển. Đây là kéo guồng cắt lúa, khi xuống ruộng thì chúng ta mới sử dụng cái này. Và đây là cái cần tích hợp như tay trăng, máy xúc chuyển hướng trái phải, lên và xuống, nằm tích hợp cho một cần. Còn đây là cái xi lanh để gặt lúa cao hay lúa thấp. Đây là một phanh của nó. Phanh này phanh an toàn khi lên xuống nhá. Khi lên xuống. Đấy. Nhá. Rồi, mọi người có thể tham khảo nhá ở website machitech.vn hoặc machitech.net.